Three, two, one. VDI chuyên gia âm thanh karaoke. VDI phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Lần trước thì chúng ta đã cùng nhau đi vào tìm hiểu chiếc mixer BF Audio K6000 Pro rồi đúng không nào? Và ngày hôm nay thì VDI đề cử thêm một chiếc mixer cũng thuộc hãng BF Audio để quý vị có thể tự so sánh và lựa chọn cho mình chiếc mixer phù hợp với dàn karaoke của gia đình mình. Vâng, đấy chính là chiếc mixer BF Audio K8000 Pro. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu chi tiết cùng VDI nhé. Mixer BF Audio K8000 Pro có kích thước thực tế là 525mm chiều dài, 295mm chiều rộng và 110mm chiều cao. Vỏ được làm từ hợp kim nhôm chắc chắn, màu xám bạc sang trọng hiện đại. Mặt trước là lớp vỏ nhôm pha xước gồm 3 khu vực chức năng. Bên trái là cục nút bấm điều chỉnh. Chính giữa là màn hình LCD hiển thị các thông tin điều chỉnh. Cạnh bên là mắt hồng ngoại nhận tín hiệu từ remote. Bên phải là nút vặn điều chỉnh volume của effect, của mix và của music. Cạnh bên có cổng nhận đầu kết nối USB PC, nơi kết nối mixer với máy tính để điều chỉnh chuyên sâu. Mặt sau gồm đầy đủ các cổng kết nối cần thiết của mixer. Với mixer BF Audio K8000 Pro thì khả năng chống hú gần như là tuyệt đối với 4 nước chống hú chuyên nghiệp. Còn micro không còn bị hú rè mặc dù là dòng micro thông thường. Mixer được tích hợp đến 20 EQ với đầy đủ giải tần điều chỉnh từ 20Hz đến 20kHz, có khả năng cắt HBS, tha hồ cho bạn tự do sáng tạo nên chất âm ưa thích của riêng mình, tích hợp hiệu ứng Echo, Delay và Reverb. Việc điều chỉnh các hiệu ứng này tương đối dễ dàng với mixer BF Audio K8000 Pro. Khi bạn cân chỉnh chuyên sâu trên máy tính, âm thanh sẽ trở nên hay hơn, vang hơn và chất lượng hơn, hỗ trợ cho người hát lên đến những nốt cao liên tục dễ dàng hơn. Đánh giá một chút về ưu và nhược điểm của mixer BF Audio K8000 Pro, cụ thể là về ưu điểm, thiết kế nhỏ gọn bắt mắt, xử lý tín hiệu âm thanh và điều chỉnh âm sắc hiệu quả, khả năng chống hú với 4 mức tùy chọn, điều chỉnh hiệu ứng bằng chỉnh tay hay phần mềm tùy chọn, hỗ trợ dàn karaoke hiệu quả. Về nhược điểm, điều chỉnh âm sắc có thể làm bản nhạc mất đi sự tự nhiên trung thực, giá thành khá cao, chỉ phù hợp với dàn âm thanh chuyên nghiệp. Qua sự trải nghiệm vừa rồi thì chắc chắn quý vị đã có sự lựa chọn cho riêng mình rồi đúng không nào? Và nếu như bạn thực sự yêu thích chiếc mixer BF Audio K8000 Pro thì hãy đến VDI của chúng tôi để trải nghiệm thực tế chất lượng sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Và tại VDI của chúng tôi còn bán với giá khuyến mãi chỉ 10 triệu đồng và luôn đảm bảo cho quý vị về chất lượng sản phẩm cũng như chế độ bảo hành. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của VDI nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Ghé ngay hệ thống showroom VDI để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1 207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3 178 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4 320 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vda.vn hoặc www.vdashop.net xem chi tiết.